Ra đời từ những năm thập niên 50 của thế kỷ trước, Universal Pore Router là một trong những dòng sản phẩm nổi tiếng bậc nhất trong giới đồng hồ, được thiết kế bởi bàn tay tài hoa của Gerald Genta, bậc thầy huyền thoại về thiết kế đồng hồ. Cho tới nay, đây vẫn là biểu tượng kinh điển không thể thiếu trong bộ sưu tập đồng hồ của những tay chơi kỳ cựu. Ngày hôm nay, Watt Việt Nam sẽ giới thiệu đến cho các bạn chiếc đồng hồ cao cấp và đắt tiền bậc nhất trong dòng sản phẩm dành cho phi công này, Universal Pore Router vàng khối 18K. Do được làm từ vàng đúc 18K nên trọng lượng của chiếc đồng hồ khá nặng khi cầm trên tay. Chiếc đồng hồ có kích thước mặt trước lên đến 35mm kèm theo bộ càng dài có dạng xoắn. Thiết kế của nó là vô cùng kinh điển. Bộ tay càng dạng xoắn này là một phát minh độc đáo của Gerald Genta mà sau này sẽ được áp dụng rộng rãi bởi rất nhiều hãng khác. Nó đem đến một phong cách mạnh mẽ khi đeo lên tay. Kết hợp với mặt số hai lòng đặc trưng, chiếc đồng hồ phản chiếu những ánh vàng cực kỳ rực rỡ khi đi dưới trời nắng. Có thể nói, thiết kế của dòng sản phẩm Pore Router là kinh điển, không thể lẫn lộn với bất cứ sản phẩm nào khác. Đi sâu vào phần mặt số, chiếc đồng hồ sở hữu một mặt số màu vàng hai lòng tuyệt đẹp. Ở lòng ngoài, chúng được làm bóng và có chứa các cọc giờ dạng vạch khía, bắt sáng cực tốt. Ở lòng trung tâm, chúng ta có phần mặt số được đánh phay xước từ trên xuống dưới, tạo ra một cảm giác rất kim loại và lì lợm. Tại vị trí 12 giờ là logo Universal, kèm theo dòng chữ Universal Geneva Pore Router, được viết bằng mực đen đang còn cực kỳ sắc nét. Chữ nét đằng sau chữ Pore Router ở đây ám chỉ tính năng lịch ngày, được bổ sung cho dòng sản phẩm tại góc 3 giờ. Ở vị trí trung tâm mặt số, ta có một bộ ba kim đơn giản đó là kim giờ, phút và giây. Kim giờ và kim phút được thiết kế khá to bản, đồng màu với bộ vỏ, rất trực quan và cực kỳ dễ xem giờ. Về tổng thể, đây là một chiếc đồng hồ không quá phức tạp về mặt tính năng, phối trí mặt số rất đẹp và hoàn hảo, không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho việc theo dõi thời gian. Mặt sau của chiếc đồng hồ là một nắp đáy làm từ vàng khối 18K. Đây là một dạng nắp đáy vặn, được đánh phay xước một chiều. Thiết kế nắp đáy theo dạng phẳng và không có gì quá đặc biệt. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy bộ triện vàng 18K nhỏ xíu được đóng ở ngay tai càng gắn dây. Đối với loại triện này, bạn cần phải có trang bị một kính lúp để có thể quan sát rõ hơn. Cỗ máy bên trong chiếc đồng hồ là Universal UG Can 218. Đây là một cỗ máy tự động cúc áo rất nổi tiếng. Và Universal cũng là một trong hai hãng đầu tiên trang bị loại máy này trên đồng hồ của họ. Cỗ máy sở hữu 28 chân kính, dao động ở tần số 18.000 VPH. Tính năng bao gồm giờ, phút, giây và lịch ngày. Khả năng chữ code lên tới 57 giờ. Ngày nay, những cỗ máy tự động cúc áo chỉ được áp dụng trên những chiếc đồng hồ cao cấp đắt tiền của các hãng như Chopa hay Patek Philippe. Đây chính là một minh chứng cho đẳng cấp của đồng hồ Universal thời xưa. Sang trọng, đẳng cấp và đắt tiền là những từ ngữ để diễn tả chính xác về chiếc đồng hồ này. Kể cả qua thời gian hàng chục năm sử dụng, giá thành của nó vẫn là rào cản của không ít người chơi với giá trị lên đến hàng ngàn đô la Mỹ. Là một biểu tượng kinh điển trong giới đồng hồ, việc được đặt ở mức giá cao đã khẳng định một vị thế bất diệt của Universal nói chung, dòng sản phẩm Pore Router nói riêng. Và đối với tôi, chiếc đồng hồ vẫn luôn là thứ gì đó thật vĩ đại và trường tồn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chiếc đồng hồ này? Bạn có sở hữu chiếc đồng hồ Universal Pore Router nào chưa? Hãy để lại comment ở bên dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.